Trọng Hiếu vinh hạnh khi dự tiệc cùng Tổng thống Đức. Cách đây ít giờ trên trang cá nhân, Trọng Hiếu Idol hạnh phúc chia sẻ một số tấm hình về buổi gặp gỡ Tổng thống Đức. Trang ca sĩ Việt Kiều vui vẻ viết, Hiếu cảm thấy vô cùng vinh hạnh khi nhận được lời mời tham dự bữa tiệc vô cùng trang trọng và ấm áp. Tuyệt vời nhất là khi Hiếu và mẹ được giới thiệu thì có rất nhiều vị khách biết đến Hiếu. Trong buổi tiệc nhẹ, ngài Tổng thống Đức cũng chia sẻ về việc âm nhạc có ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống và hy vọng sẽ có nhiều bạn trẻ Việt Nam đến Đức trao đổi văn hóa giữa hai nước hơn. Đây sẽ là động lực cho Hiếu tiếp tục phát triển trên con đường âm nhạc của mình. Theo lời tiết lộ của Trọng Hiếu, anh và mẹ, bà Nguyễn Thị Yến đã góp mặt trong một bữa tiệc vào giữa tuần trước. Trọng Hiếu sinh ra và lớn lên tại thành phố Bad Kissingen của Đức. Từ nhỏ anh đã sớm thể hiện năng khiếu âm nhạc và tham gia biểu diễn trong rất nhiều chương trình. Anh từng đoạt nhiều giải thưởng về hát, nhảy, thậm chí ra mắt nhiều bài hát do chính mình sáng tác. Khi tròn 23 tuổi, Trọng Hiếu về nước tham dự Việt Nam Idol 2015 một cách tình cờ và giành ngôi quán quân. Trở thành thần tượng âm nhạc Việt Nam, Trọng Hiếu nhanh chóng trở thành cái tên được giới trẻ yêu thích và các nhãn hàng săn đón. Anh rất đắt show ca hát ở cả Hà Nội và Sài Gòn, nhiều phong cách biểu diễn lôi cuốn. Giọng ca Con đường tôi tâm sự, anh cảm thấy mình may mắn vì luôn có gia đình ở bên, ủng hộ anh trong con đường nghệ thuật. Hiện tại anh phát triển sự nghiệp đồng thời ở Việt Nam và Đức.